Xin chào tất cả mọi người nhé. Nay thì em về một số đồ bếp linh tinh các loại nhé. Đó. Búa kéo, ổ điện phích cắm. Đây là đá muối. Đá muối nhập khẩu nhá. Tác dụng chữa sức khỏe. Rồi, đi nhanh vào từng món nhá. Rồi, ở đây mã số G1. Đây một cái chảo này, đây dùng để nấu cháo nấu đồ thì cũng được, chảo inox nha, bếp in Japan, 2,1 lít. Này thì mình về mình vệ sinh lại, sạch sẽ sáng bóng thôi. Có hai cái phần để rót dầu hay là gì đấy này, khá là lớn luôn. Chiều dài của nó là đường kính là 20 cm, chiều đứng 8 cm, cán còn đẹp nha, chắc chắn đầu này cũng inox luôn. Rồi một cái như thế này, mã số G1, 150k, đây có độ chia luôn này, 800, 1.600, 1.600 này. Mã số G2 này phải nhôm, bằng nhôm rất dày, dày có khoảng tầm 2,5 lít nhé, made in Japan, Toshin. Đường kính của nó 16,5 cm, rất sâu luôn, lòng 10 phân nhôm nhé, cán nhựa còn rất chắc chắn nhé. Này mã số G2, 140k. Này mình chà búi đi là sáng ra thôi. Đánh chanh sáng thôi. G2 140k. Mã số G3. Một cái bình giữ nhiệt Thomas. Bình đá này. Rất là lớn luôn. Này chắc phải tầm 3 lít gì đó. Trong này còn cực đẹp nha, khá là dày, thành đất dày luôn. Nắp của nó này, này đựng đá thì vô tư rồi, cũng cả ngày luôn. Ok luôn. Mã số G3, 240k. Vừa vào hè thì bác nào làm cho khoảng độ đôi 3 lít bia hơi vào đây, mang theo người uống cả ngày. Rồi. Mã số G3B. Cũng một cái nồi inox. Này khoảng 1 lít. Chiều dài 14 cm, rất là dày nhá, còn khá đẹp luôn, tay cầm nhựa, hai cái bên để mình rót này, rót dầu rót cháo thì tùy. G3B 130k. G4 chiếc ấm đun nước, cái này không thấy ghi lít ta, ở đây made in Japan, ấm inox nha, có chữ này, không thể ghi, nó tầm khoảng 2,7 lít nha các bác, 2,7 lít, phải có lắp này, vẫn còn ok luôn, vẫn còn đẹp nha, cầm còn chắc chắn. Mã số G4, 220k. G5, chiếc chảo chiên trứng, mặt nhám nha, còn nguyên chưa bị tóc sơn gì cả. Chiều dài 19 cm, ngang 14,5 cm, rất đẹp luôn, cán còn nguyên luôn. Này nó dày như này, nấu cái gà bếp từ đều được nha.
mã số G5 130k. Này đổ trứng vào đây làm khuân. Làm cực đẹp luôn. G5 130k. Mã số G6. Cái nồi này không có nắp, nó bếp ga bếp từ đều được nhé, đế rất là dày. Lại cũng dày tầm 3 ly 4 ly, cực nặng luôn. Cái tai quay để cầm này. Mặt chống dính nó còn nguyên nha, chưa hề bị xước gì. Mã số G6 200k. Mã số G7. Một cái nồi inox siêu dày luôn. Này nồi của Mỹ đây. USA này. USA. Cực dày luôn. Thành nó cũng phải dày tầm 2,5 ly 3 ly nha, 2,5 ly. Còn bóng đẹp. Đường kính của nó là 20 cm, chiều đứng 11 cm. Mã số G7 250k. G8 bức tượng. Đấy, không biết tượng ông nào. Này mạ đồng nha các bác. Mạ đồng. Đây có chữ này. Chiều đứng 26,5 cm. Còn khá ok luôn. Mã số G8 220k. Đồ cổ đây. G9. Cái ép tỏi. Còn rất đẹp luôn. Ép trái cây. Đầy đủ phụ kiện nha. Mã số G9 200k. Ép cam. Hey, hôm nay đi về một số viên đá muối. Đá muối Himalaya, hàng nhập khẩu nha các bác. Cái này bao hàng chuẩn luôn cho các bác nha. Những viên đá muối như thế này thì thường mình chiếu đèn. Chiếu đèn nóng để làm ấm viên đá. Ấm viên đá. Có thể là massage chân, đặt bàn chân lên. Hoặc là mình có thể trải ra nằm trên lưng. Tác dụng của nó thì hỗ trợ điều trị chứng đau nhức xương khớp hoặc là tê bì chân tay ở người cao tuổi, hoặc là hỗ trợ điều trị bệnh lạnh tay lạnh chân, thư giãn bàn chân, giảm đau nhức, hoặc là có thể là tăng tuần hoàn máu, giảm cholesterol, thư giãn tinh thần, cải thiện chức năng tim mạch hoặc là cân bằng huyết áp, giúp cho các bác ngủ ngon hơn. Những viên đá muối như thế này, tại vì có thể là sử dụng để đảm bảo sức khỏe thì mình cũng có thể này làm mặt bằng nó nhẵn một chút hoặc là nó đẹp hơn chút, mình có thể chiên đồ ăn, làm nóng nướng trực tiếp trên bếp ga để làm nóng dần nó lên, giữ ấm rất là lâu nhé. Cái viên đá như này là giữ ấm rất là lâu. Mình để nướng thức ăn thay vì nướng ngói, ngày xưa thì nướng ngói giờ nướng đá. Đó. Rất nhiều tác dụng nha. À, bác nào thì thường đã từng đi những cơ sở vật lý trị liệu thì cũng đã tiếp xúc với những viên đá muối như thế này rồi, có thể phân biệt được viên đá như thế nào. Thường thì những viên đá muối như này nó có những cái đường vết đất này nhá, chứ không phải là nó không có viên nào nó nguyên vẹn hẳn đâu. Đó. Nó sẽ có tinh thể muối bên trong mà. Thì những cái này thì mình chỉ gọi là tác dụng bình thường thôi nha. Còn mình sử dụng lâu dài, thời gian nhiều thì nó mới tác dụng, chứ không phải thuốc thần, thuốc thánh gì. Mà có thể là trực tiếp mà làm cho người mình nó khỏe mạnh hơn được. Những bác nào mà hay bị cảm cúm hoặc là nhức đầu sổ mũi nhiều thì mình thường xuyên massage chân, đặt chân lên viên đá để sưởi thì nó sẽ đào thải độc tố, giúp cho mình khỏe khoắn hơn nha. Thời gian thì mình cũng có thể là một ngày một hai lần thôi.
Sau đó thì 2 ngày một lần. Chứ thường xuyên sử dụng nhiều quá thì cũng sẽ không tốt cho sức khỏe. Phụ thuộc vào từng yếu tố cơ thể mỗi người nữa nha. Xả nhiều cũng không tốt, mà xả ít thì cũng không đảm bảo. Rồi, một viên như thế này. Và giá là 150.000 nha các bác. 150.000 một viên. Bác nào mà bị cao huyết áp hay như thế nào, tình trạng sức khỏe yếu thì mình có thể nghe theo chỉ định của bác sĩ nhé. Cũng không có tùy tiện. Còn bình thường thì cũng thoải mái, không có vấn đề gì. Ở đây là cái bộ cân bằng tay lái nhé. Cân bằng tay lái. Đây, cân bằng tay lái bằng nhôm, gia cố tay lái cho một số dòng xe của Yamaha nhé. Đầy đủ phụ kiện luôn. Một cái như thế này 220k. Vòng huyết áp này cũng rất là đẹp luôn. Thời trang vòng cân bằng huyết áp. Đây, trong này nó có mấy cái chấm này, cực đẹp luôn. Một cái như này 65k. Ổ điện, ổ điện phích cắm. Đây, ổ điện là 3 lỗ nha các bác. Ổ điện 3 lỗ. Một ổ như thế này 16A 220V 3500W. 55k một ổ nhé. 55k một ổ. Phích cắm 20k. Này phích công nghiệp nó rất là lớn. Cắm vào những cái ổ này thì nó cực chặt luôn. Ổ cắm, phích cắm đúc. Siêu bền luôn. Đập không vỡ nha. Có thể cắm được rác dẹt này hoặc rác tròn đều được, ba đầu nha. Bộ kéo y tế. Này một bộ gồm 4 loại nhé, mỗi loại 5 chiếc. Đấy, kéo gấp này, kéo gấp cong này, có răng cưa. Loại kéo thẳng này. Đấy, cắt này. Kẹp gấp có mấu này. Và loại kẹp gấp có răng. Một combo như này. 4520, 20 chiếc. 150k, 150k nha. Bộ tô vít giới thiệu video rồi. Này một combo của nó 7 loại nha. Này tô vít đóng này, tô vít đóng đầu dẹt. Có 500 hít. USA là chắc chắn luôn. 6x100. Một cái đầu dẹt. USA luôn, 6x150. Đầu 4 cạnh. 6x100. Đầu 4 cạnh dài, có đầu từ tích từ luôn. 6x200. Một đầu 4 cạnh, đầu 4 cạnh. Đầu 4 cạnh nhỏ, 5x150. Một đầu dẹt nhỏ 5, đầu 5. Cái da Japan 4, 6. Còn một loại nữa này, một cây dẹt hốt men USA luôn, 6x125. Rồi một combo 7 cây như này 125k. Dây điện, dây điện Nhật bãi. Dây một da nhé, một da có hai sợi nhé, 0.75. Rất là dẻo luôn. Đồng của nó cực dẻo dai, cực bền luôn. Một cái này thì nó hai quận rời nhé, hai quận rời, một quận 6 nặng, một quận 8 nặng, khoảng 1,4 kg cho các bác. Nó rời nên là để giá chuẩn cho các bác nhé. 250k một bộ hai quận như thế này.
Này thì 1 ký nó thì rơi vào tầm khoảng 25 mét, gần 25 mét. Đây là 1 ký 4. Tiếp theo mã số G10, một cặp phôi sao thép xanh nha. Cái này thì nó hơi bị mất một chút, về mình chỉnh sửa lại nha. Một con dài 19,5 cm, bản 5 phân 7, con bản 6 phân rưỡi, dài 22 cm, độ dày con này dày phần chuôi này 3 ly, này dày 2 ly rưỡi, rất là dày dặn nhá. Và thép xanh này cực sắc luôn, về mình mài rũa lại thì sửa lại làm cán nha. Một cặp như thế này, mã số G10, 250k. Bạn nào thử thả bác chỉnh sửa. Một cặp phôi Nagiri, chiều dài 17 cm, 16,5 cm, bản 5 phân. Độ dày khoảng 1 ly 8 nhé, gần 2 ly. Đây mình cũng làm cán thôi, lưỡi thì mình mài sơ lại là sắc bén. Một cặp mã số G11, 270k. Cán dao. Một cán 50k nhé, 50k một cán. Rất là đẹp, lục giác, cầm không có bị trơn tay. Khâu gỗ xịn nha, và có khoan nội sẵn rồi, chỉ rọ keo AB vào ăn cán dao vào thôi. Mã số G12, con dao siêu khủng luôn, rất dài, đây có chữ này. Cán còn đẹp nha, chiều dài của nó là 40 cm, bản 4 phân, khá là cứng cáp nha. Cán còn ok, chốt đồng. Mã số G12, 420k. Mã số G13, Nakiri. Phần chuôi này cũng khá dày, dày 3 ly, dần ra ngoài. Đây có chữ này, còn khá bóng bẩy luôn. Chiều dài của nó là 16 cm, bản 4 phân 7. Khá đẹp nha, về mình mài sơ lại. Được, cán còn chắc chắn nhé, cán còn đẹp. G13, 240k. G14, cũng một con Nakiri luôn. Trong này cũng dày khoảng 2 ly rưỡi, mỏng dần ra ngoài, khá là cứng cáp nhé. Chiều dài 16,5 cm, bản 5 phân. Con này cũng còn khá rộng, cán còn đẹp nhé, chắc chắn. Mã số G14, 220k. Về thì để lâu nó hơi ố, các bác này đánh trả lại là sáng ngay thôi. Mã số G15, con dao nhỏ, mài hai mặt. Đây có hình trái dưa hấu, dưa leo gì đây. Dày 5 ly, cán còn ok luôn. Chiều dài 16,5 cm, bản 3 phân. Mã số G15, 220k. G16, con dao lọc. Uito, con này chiều dài là 21 cm, bản 4 phân. Đây có chữ này, hai mặt chữ luôn, khâu liền nhá, khâu liền, cán gỗ còn đẹp. Mã số G16, 240k. G17, con dao đi rừng, mài một mặt nhá, chiều dài của nó 18 cm, bản đây 5 phân rưỡi, 5 phân 2, ngoài này 5 phân rưỡi, dày 7 ly. Đấy, có chữ nha, con khá đẹp, mài một mặt, cán chắc chắn nha. Mã số G17, 320k. G18, con rìu, rìu nặng 600g, bản khá là lớn. Chiều bản lưỡi của nó là 10 phân, cán nhựa tổng hợp,
gọt đéo đều được, cái này cũng khá là mỏng, gọt đéo rất là hợp lý nha, chặt cũng được. G18 190k. G20. Bộ con dao đi rừng mà một mặt nha, đấy có chữ này. Dày 8 ly, này rất là dày, còn vuông thành sát cạnh nha, còn mới nguyên luôn. Chiều dài và lưỡi của nó là 18,5 cm. Bản là 5/2, ngoài này 6/. Cán còn chắc chắn luôn. Đầu trên này chưa hề bị đập tè gì nhá. Mã số G20 320k. G21. Một cái lưỡi chiều dài của nó là 18,5 cm, bản mà 2/7, đây cũng khá dày, trong này dày 3 ly này, mỏng dần ra ngoài, ngoài này tầm ly gần 2 ly, khá cứng cáp luôn, mài một mặt nhá. Đây có chữ này, này phôi nhá, chưa có sự qua sử dụng đâu, mình về chỉ lắp cán và xài thôi. Mã số G21 150k. G22 dao chặt mài hai mặt nguyên đức si luôn, chưa có hề bị đập tè nhiều. Đây có chữ này, mài hai mặt, con này khá dài, chiều dài nó 14 cm, 4,5, bản 5/6, ngoài này là 6/. Cán còn chắc chắn nhá, cán khá dài luôn, dày 7,5 ly. Mã số G22 300k. G23, một con dao đi rừng mài một mặt nhá, đây có chữ này, chữ ngang này, trên này chưa hề bị đập tè gì nhá, trong này 7 ly, ngoài này dày 8 ly, cán còn đẹp, 17 cm, 5/5, ngoài này 6/8, bản rất là rộng luôn, cực lớn luôn. Mã số G23 350k. G24, con dao lọc mài một mặt nha, con này dày 2 ly, dần ra ngoài, mẫu này rất sắc bén nhá, sấn đều được, cán còn chắc chắn nhá, cán xuyên suốt luôn. Mã G24 170k. Đây có chữ này mà hơi mờ rồi. Mã số G25, một bộ mũi khoan quan sát nha, khá đẹp luôn, 2, 4, 6, 8, 10, 10 mũi, mũi 3, mũi 4 này, mũi 6, 7, 8, mũi 8 giờ xuống nhé. Mũi khoan sắt còn rất là mới, combo như thế này. Mã số G25 220k. G26, một cặp hai con dao nhỏ, con này dao 3 lớp thép nhé, nhìn thấy lớp thép này, nói không gì, và trái cây cực sắc rồi, về mài sơ lại là được. Và một con dao đề 3 hai mặt nhỏ, làm cá làm đồ, con cá nhỏ rất hợp lý luôn. Một cặp như này, mã số G26 200k. G27, lưỡi dao đi rừng, cái này nó đúc liền luôn nhé, đúc khuân liền luôn, về mình chỉ lắp cán vào thôi. Chiều dài của con này 15,5 cm, bản 4/, ngoài này 5/, dày khoảng 6 ly nhé, mỏng dần ra ngoài. Mã số G27 190k. Đá mài cô đâu, mặt 1.000-6.000, giới thiệu rất là nhiều rồi, bác nào chưa có thì mình nên sắm sửa một viên trong gia đình, mài cho nhà bếp cũng rất hợp lý. Mà những dòng dao Nhật cũng cực sắc luôn, rất là mịn, không có bị xước da, ngâm 5 đến 10 phút trước khi sử dụng nha. Đây hàng Đài Loan nha các bác, 1.600.000, 180k. Mã số G28, một cặp liềm, đầu liềm này dày 3 ly, dày 2 ly rưỡi,
chiều dài của nó là 16,5 cm, có mọc này, lưỡi thép xanh rất là sắc nha, cán còn chắc chắn còn đẹp nguyên luôn. Một cặp như thế này, mã số G28 230k, G29 một cái hàn thiếc nha, hàn thiếc của Sata, hàng Đài Loan xuất theo dây chuyền của Mỹ nha, Sata hãng của Mỹ, 30W công suất 30W nha, dây chống cháy. Rồi một mũi hàn như thế này, mã số G29 190k, G30 này, cái kẹp bóng điện hay gì đó khá đặc biệt. Đây, cái phần này thì có thể tháo để chỉnh vào này, nó so này, phần này để chỉnh cái phần này, phải đi xoay lại này. Made in Japan này, mã số G30 230k, G31 cái xẻng nhỏ, đất cát trong nhà hoặc làm bonsai nhỏ, mấy cái vườn tược gì đó có thể gấp gọn được nha, vừa làm cuốc vừa làm xẻng tùy theo mục đích sử dụng, mình xoáy chắc vào là được thôi. Có răng cưa này, còn khối bia luôn này, mang đi dã ngoại cũng được, đào rôn hoặc là cuốc đất, cưa cây đều được. Mã số G31 100k, là nhỏ nha, nhỏ vào bàn tay thôi. G32 cưa tốt đây, lưỡi của nó cũng rất là dài, cực sắc luôn, mạch lớn nhá, inox, phần cán inox này xuyên suốt luôn, bọc nhựa này, rất là cứng cáp. Lưỡi này thì mình cũng có thể thay thế được nha, tháo ra để thay thế. Chiều dài lưỡi của nó là 34 cm, 34,5 cm, một cái như thế này, có vỏ luôn. Mã số G32 100k, G33 bấm lỗ gen lịt còn rất đẹp nha, rất đầu nó chưa hề bị mẻ răng mẻ lợi gì. Thì chắc lâu ngày không sử dụng, bạn nào thể thêm ít dầu mỡ vào là được, xoay ngược là nó không được, kéo xoay cái chiều của nó lớn nhỏ tùy ý. Japan này, G33 100k, mã số G34, một cái bơm, bơm xe đạp thôi còn ok nha, vẫn còn đẹp luôn, tem mác vẫn còn nha. Đó, cái này thì nó không có bầu hơi nha các bác, không có bầu hơi. Mã số G34 180k, mã số G35 cái cưa gỗ, lưỡi cực lớn luôn, chiều dài nó khoảng 50 cm nha, cán thép, để tháo ra thay lưỡi được, chắc chắn cực khỏe luôn, hai người cưa cũng được, cưa cây lớn luôn. Mã số G35 120k, G36 một cái bơm, ống còn đẹp nha, tem mác vẫn còn này, Japan, bơm còn ok nha, không có bầu hơi, này nó không có bầu hơi,
một cái như thế này, mã số G36 180k. Rồi, trên đây là một số món đồ hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình thì xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.